cùng bạn đọc sách. Xin chào các bạn. Chuyên mục giới thiệu sách hôm nay của Thư viện Lâm Đồng xin gửi tới các bạn thông tin về cuốn sách 1001 bí quyết dành cho tuổi học trò, tớ đã tỏa sáng và thu hút trước mọi người như thế đó, của tác giả Hoàng Anh Tú, do nhà xuất bản Hà Nội phát hành năm 2021. Sách có độ dày 183 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm. Các bạn thân mến, sự tự tin, sự tỏa sáng khi bạn xuất hiện sẽ thu hút mọi ánh nhìn và chiếm được thiện cảm của mọi người xung quanh. Tất cả những điều đó sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn trong công việc, nâng cao giá trị bản thân lên một tầm cao hơn, và từ đó những thành công liên tục sẽ đến với bạn. Cuốn sách Tớ đã tỏa sáng và thu hút trước mọi người như thế đó không chỉ bao gồm những mẹo nhỏ, các phương pháp giúp bạn từ 9 đến 15 tuổi trở nên thu hút đối với bạn bè, mà nó còn là một cẩm nang sống không thể nào thiếu của mỗi chúng ta trên con đường trưởng thành. Sách gồm 4 chương. Chương 1: Nhập môn nghệ thuật thu hút. Trong chương này, cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc 100 điều rút ra từ những người nổi tiếng và thu hút. Tại sao họ nổi bật? Họ làm thế nào để khiến nhiều người quan tâm và ngưỡng mộ đến thế? Chương 2: Tập trung vào chính bạn. Ở chương này, tác giả đã giải mã và cung cấp những lời khuyên để bạn sẵn sàng cho việc trở nên thu hút và tỏa sáng hơn trong những năm tháng học trò của mình. Chương 3: Chào mừng đến với Học viện Đào tạo Ngôi Sao. Đây là chương nặng nhất trong cuốn sách này, nơi mà có rất nhiều lớp học đang chờ bạn bởi những giáo viên siêu khó tính. Họ sẽ bắt bạn phải học những điều mà bạn chưa bao giờ nghe tới, và bạn phải đọc đi, đọc lại những chương này mỗi ngày, nhiều lần, để biến những kiến thức này thành máu thịt của bạn. Chương cuối, bạn tỏa sáng và thu hút vì bạn xứng đáng. Trong chương này, tác giả đã cung cấp cho bạn không chỉ một bộ kỹ năng chuyển xác để tỏa sáng, mà còn giúp cho bạn trở nên xứng đáng hơn với những sự yêu mến từ bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Và các bạn ạ, cách trở nên đặc biệt với mỗi người là khác nhau, cũng như một bông tuyết đều có hình thù riêng biệt. Bạn đã và đang là người xuất sắc, bạn phải sẵn sàng cho những phẩm chất của mình. Biết và nhớ lấy điều đó, bạn không phải thay đổi những, nhưng cũng đừng dậm chân tại chỗ. Không nên tự coi thường chính bản thân mình. Thay vì than vãn, hãy đi tìm kiến thức, nâng cao trình độ của bản thân để chứng minh cho mọi người thấy rằng mình là một người có giá trị. Cuốn sách đang nói tới bạn và những cuộc đời của bạn. Vì thế hãy đọc, hãy hành động, bởi sự thực là cuộc sống quá ngắn ngủi. Vậy thì tại sao ta phải an phận để trở thành một người không phải chính mình và không tỏa sáng chứ? Hãy đọc cuốn sách và thực hiện những lời khuyên được tác giả đưa ra. Bạn sẽ cảm nhận được những kết quả tích cực trong mọi thứ mình đang làm. Bạn sẽ khám phá ra những điểm mạnh của bản thân mình, học cách tận dụng tốt nhất những gì mình có, xác định mục tiêu và thực hiện những bước đi vững chắc hướng tới tương lai tươi sáng của bạn. Chúc các bạn có những giây phút đọc sách thật tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyên mục lần sau.